Nếu mà mình muốn có được cái thân tướng trang nghiêm, tốt đẹp thì chúng ta cần phải phát tâm tu những cái hạnh gì để chúng ta được cái nghiệp đó. Cho nên gọi là hạnh nghiệp. Nghiệp là cái quả, còn hạnh là cái nhân mà chúng ta làm. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta muốn được, ví dụ bây giờ mình thấy đời này mình nghiệp xấu quá, thì bây giờ mình biết là do đời trước mình thiếu cái hạnh tu, cho nên cái đời này cái nghiệp quả của mình nó xấu. Rồi bây giờ mình muốn sau này mình khá hơn, thì bây giờ mình bắt đầu phải tu lại cái hạnh nghiệp tốt. Hay nói cách khác là hãy dùng cái nghiệp mà chúng ta đang thọ đó tạo phước để nó chuyển cái nghiệp đó. Ví dụ như bây giờ đời này mình có cái nghiệp là, cái nghiệp này của mình nó là mình hay hờn mát, hở chút là mình giận, đó cũng là một loại nghiệp. Thì bây giờ mình biết rằng á, mình muốn bớt cái nghiệp đó thì mình ngay từ cái nghiệp đời này nè, mình phải tập tu cái hạnh gì, cái hạnh buông xả, bớt chấp trước. Thì khi nào mình bớt chấp trước thì tự động mình sẽ giảm được cái nghiệp hay hờn mát. Sở dĩ mình giận là tại sao? Mình chấp, mình nghĩ là tôi, ý tôi là phải như thế này, kiểu tôi là như thế kia. Hãy chấp nhiều là giận nhiều, mà bớt chấp thì bớt khổ. Cho nên đó là cái cách của mình. Thí dụ như đời này á, mình có một cái nghiệp ở nơi thân của mình, mắt tai mũi miệng gì của mình nó không được trang nghiêm, thì nó, mình biết đó một nhân gì đời trước đó, cho nên đời này nghiệp cái nghiệp đó, thì từ cái nghiệp đó mình giảm bớt. Dù nghiệp đời này mình nói ra người ta không tin, mình nói ra cái gì người ta cũng không tin hết, thì mình biết rằng đời trước mình nói dối nhiều, cho nên đời này mình nói ra thiếu cái sự tín nhiệm của người khác. Thì ngay cái nghiệp đó chúng ta phải tập nói những lời chân thật, mà không nói những lời đâm thọc dối trá. Hay mình bị đời này không biết mắc cái gì, nghiệp gì mà người ta cứ nghĩ oan cho mình. Ai làm đâu bắt mình, cứ người ta không ai, nhiều cả trăm người sao không nghĩ oan cho ai hết, mà cứ nghĩ oan cho mình là tại mình làm chuyện đó, mình nói chuyện đó, là mình biết đời trước mình hay gieo cái nhân vu khống cho người. Cho nên đời này mình tập không có vu khống cho ai, nếu cái điều đó mình không thấy biết rõ. Mình không thấy biết rõ thì mình không có nghĩ là người đó làm, mặc dù người đó có thể lãng vãng ở khu vực đó, nhưng chưa chắc người đó đã làm. Đúng không? Thành thử ra nếu mình cái gì mình không có chắc chắn thì mình không nên nói. Mà mình nói thứ nhất là ngay bây giờ mình đã giảm đi cái tình cảm rồi, rủi cái người đó, thiệt sự người ta không có làm. Thấy không? Bây giờ người ta không ai dám nói với mình, mà người ta đi nói với người cái đương sự đó, có phải là mình với họ chuốc oán không? À, tự nhiên mình với họ không có xích mích gì hết, do một chút hiểu lầm của mình thì mình nghi oan, rồi mình không giấu được trong lòng, mình nói cho người khác nghe, chắc gì người khác giữ kín. Chắc gì người khác giữ kín cho mình. Ở đời này mà, nghĩa là người ta thường nói là giấy không gói được lửa, cái là cái gì mình đã nói ra rồi thì thế nào nó cũng xì. Mà thậm chí có những cái nó chưa có, nó chưa xảy ra mà người ta đã nói rồi mới hay chứ. Không, mình hay dùng cái từ là chuyện nhà mình chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay đó. À, chuyện đương, chuyện của mình không biết mà ở ngoài ta đã biết rồi. Nó như vậy đó. Cho nên chữ hạnh nghiệp là vậy đó. Hạnh là cái cơ bản là do mình làm, nghiệp là cái quả. Ở cái trường hợp, ở cái phẩm mà thứ sáu vừa rồi chúng ta học đó, hạnh nghiệp của Bồ Tát nghĩa là 32 tướng. Đời này mà sở dĩ có tướng tốt đẹp là do Phật Bồ Tát chịu khó gieo những cái nhân đó. Và quý vị nhớ cái bài kinh mà chúng ta học gọi là kinh nghiệp cũ với nghiệp mới đó. Không? Đời này mình thọ nhận những cái gì đó là nghiệp cũ. Nếu mà mình thấy cái đó mình không thích, dụng cái nghiệp cũ đó tạo nghiệp mới để nó chuyển hóa cái nghiệp đó đi. À, để chuyển hóa cái nghiệp đó. Mình ví dụ như hồi trưa này thôi. À, mấy chú là sắp xếp cái chánh điện theo cái kiểu như là mấy chú đã từng đi tham dự các khóa tu ở bên làng Mai. Là những vị mà lớn tuổi á, hay đau chân á, là ngồi ghế. Nhưng mà cái cách mình xếp á, là thí dụ một cái chánh điện 300 người thì người ta làm mà 200 cái tọa cụ bồ đoàn, 100 phần ghế. Nhưng mà người ta cái cách, thí dụ bây giờ cái chánh điện nó rộng vậy, đây ngồi 200, thì ổng lẽ bây giờ bưng hết mấy cái ghế để dọc theo tường thì làm sao cho đủ. Thì người ta buộc người ta phải xếp theo cái thứ lớp, là những cái chỗ nào trống ta chêm ghế vô. Thì có một cái vị cố chấp,
nói là mình tu mình ngồi dưới đất vậy là người ta ngồi trên ghế ngồi cao hơn mình. Đó là một dạng cố chấp. Và còn nói là mình tu mình ngồi dưới vậy ngồi người ta ngồi trên mình ta tổn phước. Chắc mình có phước không? Chắc mình có phước nhiều không mà mình sợ người ta tổn phước. Pháp Hòa hay chọc Pháp Hòa nói có đâu sợ tổn. Thật tự ra người ta yếu chân người ta ngồi. Mà bây giờ ví dụ bây giờ làm sao một cái vách tường ngồi được bao nhiêu mấy trăm cái ghế. Thì buộc người ta phải khóa lắp vô. Nói người ta ngồi vậy người ta tội á. Thành thử ra mình chấp nhiều là mình khổ nhiều. Mà mình đi tới cái chỗ của người ta sắp sao là mình vậy chứ mình không được tự ý. Nếu mình không có trách nhiệm. Nếu mình muốn thì mình tới mình làm. Rồi xong rồi cái là nói như vậy rồi và vẫn dời mấy cái ghế đó. Mà nếu hồi sáng mà nếu mà chấp á là Pháp Hòa sẽ sạc á. Tại vì Pháp Hòa đã mấy chú đã sắp như vậy rồi. Mà lên mà làm cái kiểu mà lên trễ mà còn làm như là mình là chủ sĩ ở đây vậy. Cho nên á, mình đừng có học theo cái kiểu đó. Mình đi tới đâu mình phải tùy thuận. Đã vậy rồi mà đi ra tới cái hành đi ra ngoài sân. Đi ra tới sân rồi đi ăn tụng cúng xong rồi nghĩ là mình làm cái điều đó đúng, nói tiếp. Thì Pháp Hòa muốn nín để cho mọi việc nó đi qua. Chứ nếu mà cái người mà lấy quyền lực đó là Pháp Hòa này. Phải không? Thành thử là nếu mà nói là cái quyền là Pháp Hòa nói. Đúng hay sai là Pháp Hòa nói chứ không phải cái vị đó. Cho nên thí dụ như những vị nào mà hồi sáng mà có thấy, có biết cái chuyện đó, đừng có học cái kiểu đó. Mình đi tới đâu là mình phải tùy thuận. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nè, nếu mà nói ra là trong số quý thầy mà cỡ tuổi, Pháp Hòa lớn hơn mấy thầy chứ. Nhưng mà đi tới đâu mình cũng lui ra, mình đi sau cùng nhất. Quý vị thấy suốt trong thời gian an cư không? Mấy khi mà Pháp Hòa đi ở phía trên mấy thầy. Cái đó là cái cách tu của mình nó khiêm cung. Mình tu như vậy đó mà chưa sợ còn chưa có phước nữa đó. Tu vậy đó mà mình sợ mình còn tổn giảm nữa đó chứ ở đó mà mình sợ người khác tổn giảm. Cho nên Pháp Hòa nói là bởi vì cái hạnh mình như vậy cho nên nhìn lại cái nghiệp của mình. Nhìn lại cái nghiệp quả mình đang gặp những cái gì. Thì tự mình biết cái hạnh của mình như thế nào. Cho hạnh nghiệp là vậy đó. Nghiệp là cái quả. Cho nên quý vị nhớ tam chướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não không? Trong đó có gì? Thứ nhất là phiền não chướng. Thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Thứ ba là báo chướng. Nếu mà do phiền não cho nên mình mới tạo nghiệp. Vì do tạo nghiệp cho nên mình mắc cái quả báo. Mà ba cái đó nó liên kết với nhau, nó tiếp tục nó chướng ngại mình. Ba cái đó nó liên tục nó chướng ngại mình. Cho nên cái câu mình hay tụng hoài mỗi ngày, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Tam chướng là phiền não chướng. Mắc cái gì mà mình phải phiền não? Chuyện của người khác ta làm. Mà người ta là ngồi đó có gì sai mà mình phải phiền não để rồi mình cằn nhằn, mình cử nhử để mình tự mình phiền não cho mình. Rồi bắt đầu mình thành ra một cái nghiệp. Một cái nghiệp là đi đâu cũng là làm boss. Đi đâu cũng mình cũng chứng tỏ là mình là người hiểu biết. Đó là một loại nghiệp. Rồi lâu ngày á, cuối cùng á, gà ai gặp mình ta cũng dè hết. Người ta gặp mình đâu người ta lắc đầu, ta ngán ngẩm tới đó. Ta không dám thương mình, ta không dám tới gần mình. Đó là quả báo. Đó là quả báo chướng. Bây giờ mình nhìn lại tại sao không ai thương mình hết trơn. Thì mình biết mình phải sống làm sao nó mới vậy.
Đó là báo chướng thì phải quán chiếu lại cái hạnh nghiệp của mình. Chứ còn nếu mà nói là, nếu mà nói là muốn muốn dùng quyền uy á, quyền lực á, người tu làm gì có quyền, không có quyền gì ở đây hết á. Thành thử ra mình không có thể sử dụng cái kiểu đó được. Bây giờ đến cái phẩm thứ bảy á, là phẩm phát nguyện. Người tu là phải phát nguyện. Tại nhờ cái phát nguyện đó đẩy mình lên. Nhờ cái phát nguyện nó tạo nên cái lực để giúp cho mình thăng tiến trên cái đường tu tập của mình. Và thưa đại chúng là không có một vị Phật nào mà thành Phật mà không do phát nguyện. Hay nói một cách khác là hiện tại bây giờ chúng ta quán chiếu lại, có phải là từ khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta bắt đầu tu, nhờ cái nguyện mà chúng ta tinh tấn và thành tựu được một ít những cái gì đó trong cuộc đời tu của mình. Mình không có nguyện thì mình cứ thả lờ trôi trôi vậy, nhờ phát nguyện cho nên mọi việc nó thành. Ví dụ như là, nhất là cái người quy y, họ sợ quy y lắm. Tại vì nghĩ rằng mình chưa có đủ an tịnh để mình không dám quy y, nhưng mà không có đúng. Mình nhờ mình phát nguyện đi, rồi mình cố gắng mình giữ. Cho nên ai cũng cần phải phát nguyện. Bây giờ cái phẩm này, chữ phát là gì? Từ ở trong lòng mình khởi lên. Cho nên mình hay dùng cái chữ phát tâm đó. Hôm nay tôi phát tâm làm này giúp anh. Tự trong lòng mình phát chứ không có. Rồi ví dụ như có ai mà nhờ mình khuyến khích mình cũng phải phát khởi lên thì mới được. Bây giờ cái phẩm kế tiếp nói rằng: thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, hạnh nghiệp 32 tướng như vậy, hạng người nào thực hành được? Bây giờ có 32 tướng như vậy đó, ai mới có thể thực hành được? Thiện nam tử, người trí thực hành được. Đức Phật trả lời là chỉ có người trí mới thực hành được. Thế nào gọi là người trí? Thiện nam tử nếu phát vô thượng đại nguyện gọi là người trí. Tại sao ở đây Phật nói như vậy? Bởi vì cái người trí tức là người có hiểu biết. Mà người có hiểu biết thì thấy được cái thiện lợi của nó, cho nên người ta phát nguyện, người ta làm. Phật hòa ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình thấy mấy cô tuần nào cũng về chùa làm công quả hết trơn. Mỗi người làm đóng góp hết sức mình cho Tam Bảo, dù bất cứ việc gì. Thế mình nói tại sao lại phát nguyện như vậy? Vì cái người ta hiểu thời gian trống để làm gì. Cuối tuần rảnh rỗi đâu có làm gì, đi shopping hoài cũng mất thời gian mà tốn tiền. Thôi mình đi về chùa, mình dùng cái sức, dùng cái thời gian của mình kệ quét cái chùa, rửa cái chén, nấu miếng cơm cho đại chúng người ta ăn, người ta khỏe, người ta vui, mình cũng thấy là mình không có phí phạm cái thời gian. Vừa nói trời ơi, mấy ông mà cư sĩ Phật tử mà sao tuần nào 8 giờ sáng tới tối 7-8 giờ, ngày tuần nào 2 ngày thứ bảy chủ nhật mấy ông cũng ở trên Tây Thiên cũng làm gì trên vậy? Tại sao mấy ông phát được cái tâm vậy? Vì mấy ông hiểu biết. Mình ở nhà đi ra quán cà phê ngồi cũng vậy thôi, rồi đi tới lui cũng vậy thôi. Thôi giờ mình chạy lên Tây Thiên, mình phụ cho quý thầy, phụ cho đại chúng, tạo nên cái cảnh trí này, để tạo nên một cái chỗ này, để mai mốt mình đại chúng có cái chỗ tu tập. Cái người mà người ta có phát tâm, ta làm được những cái việc hữu ích đó, là không phải tự nhiên đâu. Người ta có suy nghĩ, người ta biết ta đang làm gì chứ. Có nhiều vị nói làm chi mấy cái đó, đâu có cần thiết. Thí dụ vậy. Cho nên chỉ có người trí mới phát nguyện được. Tại sao? Vì cái người đó có hiểu biết. Người ta thấy người ta phải dùng cái sức khỏe của người ta, thời gian của người ta, tất cả những gì mà người ta có được, người ta sử dụng nó. Ví dụ như nói tại sao cái người mà nhà giàu đó họ phải bố thí? Tại vì họ biết ngày nay họ được về là cái phước thôi. Thấy không? Họ được như vậy mà trong khi đó người ta cũng làm ăn như họ mà trầy di tróc giấy. Còn họ làm, họ vẫn có sống, họ có ăn, đó là cái phước. Mà họ thấy được như vậy cho nên họ gì? Họ biết có phước, họ tạo phước tiếp. Mà cái người có phước mà không có hưởng, tạo phước tiếp là người trí.
Cho nên ví dụ như bây giờ mình tu á, mình thấy rằng 3 năm nay mình tu á, dù mình chưa dám nói mình là cái người gọi là gột sạch phiền não, nhưng mình thấy mình có tiến bộ. Mình thấy mình có thể kềm chế được cái sân si của mình. Thí dụ vậy, mình thấy được kết quả cho nên mình tu tiếp. Cho nên cái người mà người ta có cái tuệ giác, có cái trí, người ta dụng cái sức khỏe, thời gian, tiền bạc hay những gì mà phương tiện người ta có được, người ta không phải hưởng một mình mà người ta biết trang rãi cho mọi người. Và cái người trí là người như vậy. Cho nên trong này hỏi Thiện Nam Tử, người thực hành được, làm sao mà hạnh, cái hạnh nghiệp 32 tướng được như vậy? Người trí thôi. Ví dụ bây giờ cái người mà không thiếu cái hiểu, ta nói vậy nè: tôi đời này tôi bị người ta gạt, cho nên tôi nhất định đời này tôi không còn tin ai, sao tôi đi tìm mọi cách tôi gạt lại người khác. Nhưng mà cái người trí họ nghĩ khác, họ nói đời này tôi bị như vậy, chắc đời trước tôi gạt gẫm người khác quá, thôi đời này tôi ráng tu cái nhân gì chân thật, thiệt thà, không có lường gạt ai. Thí dụ vậy. Cái người mà người ta hiểu, nhưng mà hiểu cách khác là cuộc đời này đen tối lắm, phải không? Tôi phải làm hại lại người khác tôi mới thỏa mãn, tôi mới thả dạ của tôi. Mà cái người trí thật không làm như vậy. Người ta biết tạo cái nghiệp khác. Đó. Người ta biết tạo cái nghiệp lành khác. Người ta không có để cho cái nghiệp cũ đó nó kéo lôi. Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý thực hành nghiệp lành, nguyện cho chúng sanh đời sau được kết quả, mỗi người đồng thọ hưởng. Vị Đại Bồ Tát thường gần gũi các Đức Phật, thanh văn, duyên giác, thiện tri thức, cúng dường cung kính, thưa hỏi, pháp thâm thúy, thọ trì không quên mất. Bây giờ ở đây là nói bây giờ họ phát nguyện cách nào. Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, ba thứ: thân, khẩu, ý, thực hành nghiệp lành. Cho nên cái người mà đã phát tâm tu rồi á, không phải mình tu cái hình tướng không nha. Thí dụ thôi, bây giờ mình tu cái hình tướng là mình bố thí, mà mình được cái thân đem đồ mình cho người ta rồi bố thí, nhưng mình không tu cái miệng. Trời ơi, mình coi mấy cái người tới xin mình nó như rơm rác, mình chửi rủa, mình mắng xả người ta. Cái đó không nên. Cho nên người đã phát tâm Bồ Đề làm hạnh nghiệp rồi thì phải nhớ làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Không phải là mình có tiền của mình cho là cái người đó dĩ nhiên người ta trọng mình, dạ thưa ông, dạ thưa bà. Nhưng mà cái đó là vì người ta nghĩ rằng người ta đến đây người ta nhận ơn, người ta thọ ơn của mình, thì người ta có cái tâm như vậy. Nhưng mình nhớ, nếu đúng theo cái thâm tâm bố thí, họ là người ơn của mình. Bây giờ mình bố thí mà họ không tới xin, bố thí cho ai? Cho nên ở trong cái luận mà luận Đại Trượng Phu á, đừng nghĩ rằng người đến xin mình là người thí chủ của mình. Thật sự ra họ là những người mình thọ ơn họ, tại vì nhờ họ mà mình thực hiện được cái hạnh bố thí. Cho nên nhờ cái người như vậy đó mà mình thành tựu. Cho nên quý vị nhớ cái đoạn kinh này: Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý hành nghiệp lành. Mình không phải mình chỉ hành ở cái thân không, mà mình hành luôn cả cái khẩu. Mình không có được mắng xả người ta, mình không có được coi thường người ta. Mà nếu mà nói đúng hơn là mình tu càng cao, ngôn từ của mình càng phải tế nhị nhẹ nhàng, chứ mình không có nên dùng những cái ngôn từ coi thường người khác. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như quý vị có nghe thầy trụ trì nào mà nói với một Phật tử: cô hay là chú mà tới đây phải làm theo ý tôi nghe không? Hay là lỡ người ta làm không đúng ý mình á, cô đừng có lộn xộn, tôi đuổi cô ra khỏi chùa bây giờ. Có nghe vị trụ trì nào nói câu đó không? Mà nếu ông trụ trì nào mà nói câu đó là trụ trì đó xong rồi đó. Thành thử ra mình không có được phép nói những cái từ đó. Cái người mình tu càng lâu, đạo đức mình mang một cái tiếng mình tu lâu, thì mình phải có cái hạnh nghiệp. Cho nên cái câu này hay lắm: Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý hành nghiệp lành. Bây giờ nguyện cái gì? Nguyện cho chúng sanh đời sau được kết quả. Cho nên ngày nào mình tụng kinh cũng cái câu cuối của mình là gì? Phổ nguyện pháp giới chúng sanh
đồng thành Phật đạo, vì mình muốn tất cả mọi người đồng hưởng một cái quả đó. Cho nên câu này mới nói mỗi người đồng thọ hưởng. Thọ hưởng cái gì? Thọ hưởng cái quả lành. Ngày hôm qua có mấy người Mỹ đi thiền lần đầu tiên ở trên Trúc Lâm, họ cứ đứng họ nhìn mấy cái dĩa trái cây hoài, họ thấy nó chưng sao mà cao đẹp vậy đó. Pháp Hòa đi ngang, Pháp Hòa nghe họ nói, cái Pháp Hòa mới nói, quý vị có biết tại sao mà trên cái bàn thờ để cái dĩa trái cây nó cao như vậy không? Thì Pháp Hòa mới giải thích, bởi vì trái cây là tượng trưng cho quả, mà trước khi nó thành quả thì nó phải có gì? Nó là nhân, nó là cái hạt. Thí dụ như nó phải là cái cây táo, hạt táo thì nó mới lên cây táo. Cho nên trái cây là quả, là tượng trưng cho kết quả. Mà chúng tôi để cái dĩa trái cây nó cao như vậy là tượng trưng nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày phải vun bồi cái quả lành đó cho nó cao, cho nó đẹp. Cho nên mình tu là mỗi ngày mình vun bồi cái quả lành của mình đến cái chỗ cao thượng. Cho nên chân trái cây là không có để lè phè, không có để mấy trái lè phè dưới đó. Ví dụ như mình có 3-4 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ, 3 trái ở dưới, 1 trái ở trên. Trừ trường hợp mình đến cái chỗ đó mình bày đồ cúng mà không có dĩa gì hết thì trường hợp nó khác. Còn nếu mà mình có một cái phương tiện trưng một cái dĩa trái cây cho nó đẹp thì phải làm như vậy. Lúc nào trái cây cũng phải vung cao lên. Vĩ đại Bồ Tát thường gần gũi, bây giờ gần gũi ai? Gần gũi các đức Phật, thanh văn, duyên giác. Bây giờ mình phải gần những, bây giờ Phật thì không biết ở đâu. Thanh văn là gì? Là những người luôn luôn nghe học Phật Pháp để trao dồi mình, tạm thời gọi vậy. Những người này chứng quả do nhờ tu cho nên gọi là thanh văn. Văn, văn là nghe, nghe âm thanh mà tu cho gọi là thanh văn. Duyên giác là ai? Những người trợ duyên cho mình tu. Và tệ nữa, mình không biết ai là thanh văn duyên giác. Tệ nữa là kiếm ai? Thiện tri thức. Bây giờ thanh văn duyên giác mình không biết ai ở đâu, nhưng mà thiện tri thức có không? Có. Thiện tri thức ở nơi cuộc đời của mình, gần gũi mình có, là thiện tri thức. Cúng dường cung kính, thưa hỏi pháp thâm thí, thâm thúy, thọ trì không quên mất. Phải cúng dường cung kính. Gặp họ thì mình phải thưa hỏi những điều thâm thúy trong Phật Pháp. Bây giờ cái đó là cái sở nhân phát nguyện nha. Bây giờ những lời phát nguyện, giờ họ nguyện cái gì? Phát nguyện rằng tôi nay thân cận các đức Phật thanh văn duyên giác bạn lành. Thà trong nhiều đời thọ rất nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sụp. Thà khổ nhưng mà không lui sụp. Chúng sanh nếu đem ác tâm đánh mắng, nhục mạ tôi, nguyện tôi nhờ đó càng thêm lòng từ bi. Người nào mà đánh mắng mình, nhục mạ mình thì xin nguyện rằng nhờ họ mà mình thêm lòng từ bi, tại vì mình thương xót. Không khởi niệm ác, mình không khởi niệm ác lại với họ. Nguyện đời sau tôi ở chỗ nào không mang nữ thân, và thân người không căn hoặc là hai căn. Tại sao trong đoạn kinh này mình nói vậy? Cái mình nói trời ơi, không lẽ trong kinh mà còn kỳ thị dữ vậy. Nguyện sanh chỗ nào không có nữ, không có mang nữ thân. Ở đây là mình nguyện. Bởi vì nếu mà nói về cái việc mà gọi là thuận lợi cho mình hành hoạt trong cuộc sống, thì dĩ nhiên người nam lúc nào cũng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ giờ mình đi một cái chỗ nào đó nó thiếu nước, thiếu nôi quá. Người thân nam á, không tắm 2-3 ngày cũng không sao, mà người nữ thì không được. Nó mình nói một cái ví dụ nhỏ vậy thôi. Rồi ví dụ giờ mình đi Ấn Độ, nếu mà gặp cái lúc mà họ chưa có xây những nhà vệ sinh, người nam á, mà muốn giải quyết sanh tử nó cũng dễ hơn người nữ nữa. Đó, mình nói một cái ví dụ nhỏ để mình thấy rằng những cái trục trặc khó khăn của người nữ. Còn nếu mà nói theo kinh Phật á, Phật nói người nữ có mấy cái điều này nè. Thứ nhất á,
là phải dơ mình nè. Thứ hai phải mang thai nè, không? Thứ ba phải phục vụ người ta nè. Đó, Đức Phật thấu rõ cái những cái gì mà người nữ phải chịu đựng. Cho nên chính vì thấy rõ như vậy đó, cho nên Phật ra những điều kiện khó để cho các vị đó ráng tu. Bởi vì ở nơi thân người nữ đã có những cái khó rồi, mà cộng thêm gì, tâm người nữ nó cũng khó hơn nam nữa. Tâm của người nữ nó cũng rắc rối hơn người nam nữa. Người nam là có thể, bây giờ mình nói đơn giản, người nam là ta xí xóa chuyện gì nhẹ nhàng dễ dàng thôi, còn mình không được. Vậy phải vậy chứ khác không được. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi, để rồi chứ không phải là kỳ thị. Nhưng mà ở đây nói là nếu mình được thọ một cái thân người nam thì nó vẫn dễ hơn trên cái đường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái người nam mà muốn xách cái ba lô đi làm ba lô gì, tay ba lô, làm tay ba lô mà đi khắp thế giới này để mà du ngoạn thám hiểm thì cũng dễ hơn người nữ, phải không? Người nữ có nhiều người cũng làm được, nhưng mà nó vẫn khó hơn. Hay là mình nguyện mang người không căn, hay là hai căn, tức là giữa một cái thân người họ có căn nam và căn nữ. Tôi tớ hoặc nguyện thân tôi có sức tự tại để lãnh đạo người khác. Cái chữ này mình phải hiểu cho rõ nghe. Mà bởi vì cái bản kinh này, trong cái quyển này Pháp Hòa sửa chữ đó, chứ bản này theo cái bản dịch này là nguyện thân tôi có sức tự tại, kẻ khác phải làm tay sai. Thì Pháp Hòa tra có nhiều cái bản dịch đó, thì có nhiều cái bản dịch không dịch cái chữ này, mà dịch rằng á, để lãnh đạo thôi. Lãnh đạo là gì? Tức là mình là cái người hướng dẫn cho mọi người, nhưng mình có cái lòng tự tại trước mọi tình huống để mình có thể mình lãnh đạo. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là mình nói là cúng cô hồn á, là phải mang ra sân cúng. Thì có thể là hồi nãy cái hai bữa trước mình họp, mình nói là bữa đó cúng như vậy phải mang cái bàn ra chỗ đó. Nhưng mà đến cái giây phút cúng đó thì cái ngày hôm đó trời mưa gió quá, không thể thực hiện được ở ngoài đó. Thì nếu mà cái người lãnh đạo họ quyết định thôi bây giờ mình dời vô trong cúng, thứ nhất là tiện cho mọi người không phải đứng ngoài mưa gió. Chứ không phải là không được, phải đem ra cúng, tại vì cô hồn không có vô nhà được. Ví dụ vậy đó. Tức là mình phải có cái lòng tự tại trước mọi cái tình huống để mình có thể hướng dẫn đại chúng, lãnh đạo đại chúng. Cái chữ lãnh đạo là vậy đó. Hồi nãy Pháp Hòa đi ra chuẩn bị giảng thì gặp con chị Hoàng, con Sophie với lại con cháu ngoại cô Diệu Thanh, hai đứa ngồi cầm ôm hai cái tô nuôi mà đầy vung, mà ngồi nói không ăn. Thì Pháp Hòa đi ra, cái Pháp Hòa mới thấy vậy, cái Pháp Hòa mới nói, thấy mỗi đứa cầm cái bông vạn thọ nữa, cái Pháp Hòa mới nói, ủa mấy đứa con đi ra ngoài đó bẻ bông hả? Cái nó chối, nó nói dạ không, con không có à, cái này nó rớt con lượm à. Thì Pháp Hòa tin nó đi, tin nó là nó không có bẻ bông. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy nè, sẵn thấy cái tô nó đầy mà nó ngồi nó nói không, phải không? Cái Pháp Hòa nghĩ ra cái kế mà nó nhanh gọn vô cùng. Pháp Hòa nói thầy không tin, trừ khi nào con ăn hết cái tô nuôi này thầy mới tin. Hai đứa bắt đầu nín nói chuyện, ngồi ăn ráo riết luôn. Thành thử phải hết cái tô nuôi trong vòng có mấy phút, không thôi là nó ngồi nó nói không, nó không ăn. Pháp Hòa nói muốn thầy tin là con nói thiệt á, là con ăn hết tô nuôi này thầy mới tin. Thế là con Sophie bắt đầu nó ngồi nó ăn ngốn nghiến, nó ăn ngon lành. Cái nhỏ cháu của Diệu Thanh nó hỏi, chứ thầy năm nay nhiêu tuổi? Pháp Hòa mới nói 5 tuổi. No, I don't trust you. Cái nó nói, cái Pháp Hòa nói thiệt. Cái nói vậy sao thầy bự vậy? Cái Pháp Hòa mới nói tại sao biết không? Tại vì thầy uống sữa và thầy ăn Kraft dinner. Tại vì nó đang ăn cái tô nuôi. Và nó sở dĩ thầy bự như là thầy nhờ ăn cái tô này. Cái bắt đầu nó ngồi nó ăn theo Sophie luôn. Thì Pháp Hòa thưa kể như vậy là ở đây nó giống như cái câu này vậy đó. Có sức tự tại để lãnh đạo người khác. Tức là thí dụ như mình gặp một cái đối tượng,
mà mình không nhất thiết phải theo một cái bài bản, nhưng mà mình có thể linh động trong mọi cái trường hợp, như là cái câu chuyện của Hoài vừa kể vậy. Nghĩa là mình không có một cái dự tính gì đi ra điều khiển mấy đứa nhỏ này hết, sẵn đi ra ngồi chờ sắp tới giờ lên vậy đó, gặp mấy đứa nó cầm mỗi đứa cái bông, nó hỏi nó bộ con bẻ, nó chối, nó không bẻ. Bây giờ mình tương kế tự kế, mình cho nó ăn hết tô nuôi mà nó ăn ngon lành. Rồi xong mình nó hỏi gì chứ tại sao thầy bự vậy, nó nhờ thầy ăn nuôi nhờ uống sữa. Nguyện thân tôi có sức tự tại để lãnh đạo người khác, không để cho người khác có quyền thế mà điều khiển tôi. Cái này không phải là mình muốn, không phải là mình coi như là mình bất cần, không phải vậy. Nhưng mà ở đời có nhiều cái người, có nhiều khi người ta nghĩ người ta có quyền, có thế, người ta có tiền của, người ta có thể vô trong một cái trung tâm nào đó, một cái hội đoàn nào đó, để người ta muốn làm chủ mọi cái tình hình, vì người ta nghĩ rằng người ta là một cái người mạnh thường quân, người ta ủng hộ lớn thì mình phải nghe. Nguyện thân tôi đầy đủ các căn, xa lìa bản ác, không sanh về chỗ nước dữ, tức là những cái nơi mà nó có cứ chiến tranh đâm chém, những cái quốc gia mà thiếu sự an ninh đó. Dòng dõi giả mang thường sanh vào dòng họ cao sang, sắc đẹp sức mạnh hơn hết của báo tự tại, được tâm niệm tốt, tự tại và được dũng mãnh. Tức là nguyện cho mình có đầy đủ những cái phương tiện trong cuộc sống, như là mình có sắc tướng, mình có được của cải, luôn cái tâm niệm của mình luôn luôn được tốt. Cái câu này nó ha, hồi nãy là nói ở mặt vật chất, bây giờ nói ở cái mặt tâm linh. Nguyện cho tôi lúc nào cũng có cái tâm niệm tốt, tức là không có bao giờ mình dám nghĩ xấu cho ai, tâm niệm mình luôn luôn khởi những cái tâm niệm tốt. Tự tại và được giọng mảnh, phàm có lời gì người nghe vui lòng nhận, lìa các chướng ngại, không buông lung. Không buông lung tức là không có cái tâm ý của mình, không có phóng nhảy ra ngoài những cái điều mà căn bản đạo đức. Ý muốn lợi ích chúng sanh, không tham thân mạng, thường vì chúng sanh làm nhiều việc lợi ích. Vì muốn lợi ích chúng sanh, không tham thân mạng, không vì thân mạng mà tạo nghiệp ác. Lúc làm lợi ích chúng sanh, không mong trả ơn, là mình làm lợi cho ai mình không mong người đó trả ơn. Thường hay thọ trì 12 bộ kinh. Quý vị biết 12 bộ kinh không? Thỉnh thoảng mình cũng nói đó, tức là tất cả những kinh của Phật giảng đó được chia thành 12 cái thể loại. Ví dụ cái văn kinh như vậy nè, gọi là văn trường hàng. Còn cái văn mà nó cô động lại còn như thơ năm chữ á, gọi là trùng tụng hay là thi kệ. Thí dụ như kinh Pháp Cú là loại kinh gì? Kinh Pháp Cú là loại kinh gì? Vừa thí dụ mà vừa thi kệ. Tại vì Pháp Cú là bốn câu vậy đó, thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ như là một hôm đó Phật đại chúng tập hợp đông đủ, không ai có chuyện gì hết, tự Phật nói ra những cái vấn đề, đó là kinh gì? Tự thuyết, là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì hết mà Phật tự nói. Còn thí dụ như kinh Dược Sư á, là kinh nhân duyên, tức là có một vị Bồ Tát chắp tay hỏi là về cái cõi lành của Đức Phật, cho nên Đức Phật nói. Cho nên có nhiều cái loại kinh mà sau này, rồi thí dụ như kinh thí dụ gì, kinh bách dụ là thuộc kinh thí dụ. Nhưng mà trong cuốn kinh Pháp Hoa, trường hàng có, trùng tụng có, thi kệ có, thấy không? Tức là tất cả kinh Pháp Hoa là nhiều thể loại trong đó. Ví dụ bây giờ mình đọc kinh Vu Lan mà được dịch ra theo cái văn vần mà lâu nay các chùa mình thường tụng đó, đó kinh Vu Lan là được diễn đạt lại thành một thể loại văn thơ. Còn kinh Vu Lan mà trường hàng thì mình tụng nó bình thường, rồi sau này mình làm lại
cho nó thành một cái loại thơ để dễ tụng. Cho nên tất cả những loại kinh như vậy, nếu như mà mình có thời gian á, mình cũng tìm hiểu những cái loại bộ kinh như vậy. Cho nên là thường hay thọ trì 12 bộ kinh à. Đã thọ trì rồi đem dạy người khác, không có giấu giếm à, có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm. Là sao? Tức là những cái người nào mà người ta hiểu biết sai lầm, mình phải vì người ta, mình nói cho người ta hiểu. Ví dụ như người ta đi đám tang á, đi vô đám tang xong cái đi ra, cái người ta nói nè nè, trước khi đi ra đám tang, ra khỏi nhà hoàng á, nhớ đem đồ hết theo không, nghe không? Dạ, không có được trở lại. Tại vì người ta nghĩ rằng ra khỏi cửa nhà hoàng rồi mà trở lại là xui. Cho nên là áo lạnh, giày dép hay cái gì là phải mang ra hết. Pháp Hòa ví dụ thôi, lỡ cái người đó mới vừa để quên cái chiếc nhẫn hột xoàn thiệt là mắc tiền ở trong cái toilet đó, đố quý vị họ dám trở lại không? Dư sức. Lúc đó không có cái xui nào mà họ sợ nữa hết trơn. Thành thử ra sở dĩ mà nói như vậy là tại bỏ quên ba cái đồ lặt vặt thôi, không đáng nhiều không? Chứ thử mà bỏ quên một cái đồ đắt tiền có dám trở lại không? Thành thử ví dụ mình nghe người ta nói vậy đó, rồi mình đem cái ví dụ mình nói cho ta nghe, ta nói cũng có lý ha. Đó. Hay là người như nãy đứng chụp hình vậy đó, thầy viện chủ Pháp Hòa, thầy Quảng Điền, sư bà là bốn vị, cái mời vị nữa vô, nó thôi thôi không dám đâu lẹ. Cái thầy viện chủ nó có sao đâu. Thật sự đó, tức là có nhiều người người ta không có hiểu, mình phải vì cho người mình nói cho người ta hiểu. Ví dụ như bây giờ có người nào đến nói với quý vị, nó hồi nào giờ ở quý vị quy y Tam Bảo đó, quý vị chưa quy y Phật Di Đà phải không? Bởi vậy cho nên chắc chắn là chết không đi theo cõi Tịnh Độ được rồi. Bây giờ quý vị phải làm cái lễ nữa, cái lễ này gọi là lễ quy y Phật Di Đà. Không, rồi tôi phải thêm ở trước pháp danh của quý vị thêm chữ nữa, tại vì ở cõi Phật Di Đà là sanh bằng bông sen, cho nên đặt là Liên Hoa Diệu Tịnh hay là Liên Hoa Diệu Thanh, là Liên Hoa gì đó à, những cái đó không có đúng. Mình phải vì cho người, bây giờ lỡ bây giờ mấy cái chuyện đó nó mới xuất hiện chừng vài năm nay, ví dụ vậy đi, bây giờ cả hàng ngàn năm về trước những vị mà không có hai chữ Liên Hoa đó chắc không được vãng sanh. Họ đi đâu? Ví dụ vậy, cho nên mình phải có đủ cái sức để mình có thể nói cho người ta phá đi những cái hiểu lầm như vậy. Không có kinh nào nói những cái chuyện đó. Có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm và nghiệp ác của chúng sanh. Khi ra làm các việc đời, người khác không thể hơn, đã được hơn tất cả rồi lại đem chỗ dạy dỗ, khéo trị chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. Chà, có một cái bệnh nặng lắm á. Bây giờ tại sao trong này không nói bệnh gì cho nghe, cho nó biết bệnh gì nặng. Mỗi người nặng mỗi cách à, mỗi người mình có một cái bệnh nặng mỗi cách. Cho nên nói rằng nơi thân và tâm của chúng sanh ai cũng có cái bệnh nặng, thì nếu như mình khéo biết được cái bệnh đó thì mình trị cho người ta. Ở gần đây có một Phật tử, thì cái chị này chị nghĩ rằng chị bị ma theo, nhưng mà thật sự ra thì không phải vậy. Tức là do ở một mình lâu ngày quá rồi sanh ra nhiều cái sợ hãi tưởng tượng. Rồi bây giờ nếu mình người ta tới, mình nói ôi chị không có bệnh hoạn gì hết á, đừng có biểu tới đây làm phiền tôi. Cái đó là tâm lý bệnh. Quý vị nhớ bệnh có ba loại nè: thân bệnh, bệnh thân, bệnh tâm lý và bệnh nghiệp. Thì bây giờ cái người tâm lý thì mình phải trị theo tâm lý. Bây giờ người ta sợ vậy đó, người ta hỏi giờ chị muốn sao, nói là thầy có thể nào thầy cho con gì con đeo cho con hết sợ không? Trời ơi, thầy cũng sợ gần chết mà đồ đâu mà đeo. Nhưng mà bây giờ tâm lý, cho nên mình lấy một sâu chuỗi gì đó ha, rồi mình tụng kinh, mình phun, mình thổi gì đó, mình mình làm sao mà để người ta nghĩ rằng người ta được cái sự trợ giúp.
Cái bữa đó chị vô, cái chị ngồi, cái chị cứ xẻ tay, chị chỉ vậy, cái chị nói thầy nhìn tay con có gì lạ không? Pháp Hoàng nó thấy rồi. Chị hỏi thấy gì thầy? Thấy cái tay. Rồi xong cái chị mới lát cái đi ra tới cửa, rồi cái chị vô chứ gõ, mà cái ngày hôm đó, cái buổi chiều hôm đó chị gõ cửa bốn Pháp Hoàng 5-6 lần vậy đó. Cháu từ đi ra cửa rồi cái chở vô lại mình 5-6 lần vậy đó, mà Pháp Hoàng cứ phải ra vô mở cửa vậy. Thầy nhìn kỹ đi thầy, thiệt không thầy? Ma nó còn theo mà nó không hết rồi, cái này vụ khác. Cái gì hỏi vụ gì thầy? Không được khỏe. Cái này uống vitamin vô là hết, thí dụ vậy. Tức là mình, nếu như á, mình đánh đổ người ta, mình nói chị không có bệnh hoạn gì hết đó, đừng có làm phiền tôi, đi về đi, như vậy thì mình cũng thiếu cái lòng từ. Người ta đang sợ hãi mà, không? Cho mình phải cho người ta một cái tâm lý không có sợ hãi, hoặc là mình lại dựa vào cái đó mình an ủi. Hôm nay không dám về nhà, ở ké nhà bạn bè không, mà ở mấy tháng trời cũng phiền lắm, tại vì nhà mình mà không ở, mình tới nhà người ta. Pháp Hoàng mới khuyên mà, nó thôi về nhà đi, con sợ quá con không dám về. Nó yên tâm mà tới cúng chứ. Là thứ, mà đã vậy mà còn phải lãnh luôn nữa, nó để tại chùa nấu cơm đem lên cúng giùm chứ. Đó là thầu hết vậy đó. Nhưng mà giống như mình trợ giúp cho người ta, để người ta bớt đi cái tâm lý sợ hãi. Nhưng mà nếu như đời này mình thấy ai mà sợ như vậy mà mình còn đốc thêm nữa đó, mình làm cho người ta sợ thêm, mà đời sau mình quả báo lớn lắm đó. Đời sau sanh ra bệnh tim. Tại vì mình hay hù dọa người ta đó, đời sau mình sanh ra mình bệnh tim. Khéo trị chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. Cho nên nếu mình thấy những người ta tới, ta ở chùa vậy, đừng có sợ, tao có làm gì mình đâu, chẳng qua là người ta hốt hoảng thôi đó. Và thỉnh thoảng mình sẽ có những cái lúc mình bệnh là mình không ngủ được, tự nhiên trong tâm lý của mình sợ một cái gì đó, mất mấy đêm liền mình mất ngủ. Có những người mất ngủ cả tháng, đi khám bệnh không biết bệnh gì, không có bệnh gì hết, mà tự nhiên trong người nó có một cái gì đó, nó lo lắng, nó sợ sệt. Ngày hôm qua có vị nói tôi sợ nữa tôi chết không biết làm sao. Pháp Hoàng nói chờ chết rồi có gì nữa mà sợ. Không, bây giờ cái sợ của mình là gì, cái lo mình là gì, mai mốt mình đem cái gì đi theo khi mình chết. Còn khi mình chết rồi, ai muốn xử mình sao đó xử, thôi chôn cũng được, thiêu cũng được, thậm chí làm kiểu Tây Tạng, đem lên núi chặt khúc ra rồi cho chim cho quạ nó ăn. Tại vì cái truyền thống ở bên đó là cách an táng là như vậy, chứ không có chôn. Đất đâu mà chôn, đá không, núi không, làm sao mà chôn, không? Rồi là lửa đâu mà củi đâu, mà không có rừng thì làm gì có củi mà thiếu, mà khô cằn không có nước thì làm sao trôi thả xong. Bà cái đó không được rồi. Rồi bây giờ còn cách nữa thôi là đem lên trên rừng để vậy cho chim nó ăn, mà nguyên cái nguyên người vậy làm sao nó mổ, phải không? Mà mổ cũng lâu rã lắm, thôi giờ chịu khó chặt ra đó, rồi để đầy ở trên núi đó, rồi cho con chim, con quạ, con gì nó tới nó hưởng sái được cái gì nó hưởng sái. Cái đó là mình cũng là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả rồi đó. Đó, lúc mình sống mình cũng hồi hướng hết tất cả, giờ mình chết cũng hồi hướng tất cả. Thậm chí bây giờ mình chết đi rồi, có ai cúng thất cho mình không? Không có sao hết. Cái chuyện ai cúng thất không cúng thất đó là người ở lại thôi, không phải nhờ 7 cái thất đó mà mình đi đâu. Well, nhưng mà sở dĩ cúng thất đó là gì? Đó là trợ lực thêm cho mình. Cái cốt yếu vẫn là tự thân mình chuẩn bị cho mình một cái đạo nghiệp, một cái hành trang mà thật sự nó đưa mình đi đó, chứ không ai thêm thắt được cái gì hết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa xách vở và đi qua Mỹ, quý vị có thương Pháp Hòa mà nhét thêm cho gói xôi, gói bánh mì gì đó, chẳng qua là có ăn chút đỡ tốn tiền vậy thôi. Chứ giờ tự thân phải có tiền túi, không lỡ mà đi đường mà máy bay delay hay là cái này kia rồi phải có tiền mà trả mua nước uống hay là mua thức ăn ăn. Hay là bây giờ lỡ quý vị cho ổ bánh mì, quý vị nghĩ đi có một chuyến đường là tới rồi, thân ổ đủ rồi. Nhưng mà rất tiếc là tới đó nó delay 4-5 trận thì ngộ bánh mì đó cũng không cứu vãn được tình thế. Ví dụ vậy, tức là tự thân mình cũng phải có. Hay bây giờ nó một cách khác là người ta cho tiền mình đi nè, người ta trả tiền vé máy bay cho mình nè, cái gì người ta cũng lo cho mình hết, chỉ có một cái là không có sức khỏe để đi thôi à. Thì cũng không đi đâu được hết.
mặc dù người ta lo hết cho mình. Vậy thì cái sức khỏe đó là gì? Chính tự mình tạo cái nghiệp cho mình. Quý vị nhớ cô Diệu Trân ở bên Úc qua dự khóa tu vừa rồi với mình không? Cổ có người em rể bằng tuổi Pháp Hòa. Ngày hôm qua đi làm về phone cho vợ, nói em ơi để cửa chuẩn bị cơm, một lát anh về ăn. Thì người chồng vừa đậu xe ở trước cửa, bước xuống thì trào bọt mép. Chở vô bệnh viện thì chưa được tới bệnh viện nữa, đang trên đường thôi thì tắt thở. Bằng tuổi với Pháp Hòa đó. Rồi cổ mới phone cho Pháp Hòa. Rồi cổ mới nói trời ơi, em con nó mới tức thì đây, mà bây giờ nó đi mà con bàng hoàng, con không có tin cái này là sự thật. Rồi Pháp Hòa mới cho cái chú đó một cái pháp danh để làm đám cho chú. Rồi đồng thời Pháp Hòa mới cổ mới nói trời ơi thiệt, con thấy cái chết nó trước mắt vậy đó. Pháp Hòa mới nói nhân cái cơ hội này, đây là cái lúc mà cô khai thị cho người nhà đúng lúc nhất đó. Mới vừa gọi cho vợ nói để cửa chuẩn bị cơm anh về, mà thiệt cũng về, mà về tới cửa thôi chứ chưa vô được nhà. Thì thưa đại chúng, thế thì bây giờ trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã nghe và đã thấy bao nhiêu cảnh như vậy. Nhất là mình là dân ở chùa, phải không? Mình là dân ở chùa mà là cái chuyện mà vô thường mà nó đến, mình nghe là ào ào liên liên. Vậy mà tâm tánh mình không có một chút gì thay đổi hết, thì có phải là mình chỉ nghe người ta đi du lịch vậy thôi, mình không bao giờ mà mình thấy cái gì hết. Cho mình phải chuẩn bị. Cho nên những gì mà người ở lại làm cho mình, thưa đại chúng, cần, nhưng mà đó là một phần trợ duyên. Chứ Pháp Hòa nói vậy cũng đừng làm gì hết không. Người ta làm là người ta thứ nhất là vì cái tình người ở lại đối với người ra đi, và đồng thời theo tinh thần tha lực, chúng ta trợ duyên một phần thêm cho người mất. Nhưng mà cái cốt yếu vẫn là tự thân chúng ta, chứ chúng ta không thể nương tựa vào ai hết. Mà chính khi Đức Phật sắp mất, Ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn mất rồi, chúng con biết nương vào ai mà làm thầy? Các thầy phải nương vào giáo pháp, đừng nương vào ai hết. Tại vì không có người nào mà sống đó ngàn đời mãi mãi để mình nương đâu. Ví dụ như mình nói rằng con mong Hòa Thượng cửu trụ ta bà, tức là sống lâu ở đời này để chúng con nương tựa. Như vậy thì cái nương tựa đó mình nương tựa bao lâu? Cái câu đó là mình nương tựa trong một đời này, kiếp này, theo dõi theo cái bước đường tu tập mình tu thôi. Mình nương tựa trên tinh thần mình tu, chứ thật sự tự thân mình cũng phải tu, chứ không ai mà làm được gì cho mình. Chờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, thỉnh thoảng Hòa hay giật mình cái câu đó. Cái chết với ngày mai, cái nào đến trước? Ví dụ bây giờ là 3:30 nè, thì Pháp Hòa mới nói ngày mai 1 giờ mình có công việc đó mình làm nha. Biết chắc mình có được tới ngày mai 1 giờ không? Đó, mình nói vậy đó. Cho nên cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh, thấy người chia rẽ khiến cho họ hòa thuận. Thấy người nào người ta chia rẽ, mình nói cho người ta hòa thuận, chứ không được nói người ta đang hòa thuận mà nói chia rẽ là một trong 5 tội. Tương đồng với giết cha, tương đồng với giết Phật, tương đồng với giết mẹ, tương đồng với đập phá tượng Phật, hay là làm thân Phật ra máu. Cái tội mà mình làm cho một cái đoàn thể người ta đang hòa hợp mà người ta chia rẽ, nó bằng với 4 cái tội trước: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu, hoặc là đập đổ tượng Phật, và cái tội cuối cùng là phá sự hòa hợp. Cho mình thấy ai mà chia rẽ là mình phải nói cho người ta hòa hợp, chứ mình không nên nói cho người ta thêm sự chia rẽ, hoặc là người ta đang hòa hợp mà mình nói cho người ta đổ vỡ. Thấy người sợ sệt, tìm phương che chở cứu hộ, rồi cho họ nhiều pháp lành, khiến người kia nghe rồi tâm được điều hòa nể phục.
Chứ không phải nói cho người ta thêm sợ. Nói trời sao tôi lúc này tôi thấy gì? Hèn chi cái mặt chị nó xanh dờn. Lúc này chị như thế này chị cho nó làm cho người ta thêm lo lắng. Thấy chúng sanh đói, thí thân thể khiến họ được no đủ. Ai đói thân mình đâu cho. Cái chữ mà thấy chúng sanh đói thí thân là gì? Thí thân này là hết lòng mình làm những gì cho người ta. Ví dụ hồi trưa thấy đông mà Pháp Hòa chỉ nói hờ thôi, nhưng mà biết là không thiếu thức ăn, nhưng mà Pháp Hòa nói hờ, lỡ thiếu những gì mà quý vị để dành lại chiều nay đó, đem ra cho người ta dùng trước. Chiều nay thiếu mình nấu khác, nhưng mà cái buổi nào là mình phải cho người ta no đủ bữa đó. Ví dụ vậy đó, chứ đừng để cho người ta đến mà người ta đói. Hay là người ta đến mình tìm mọi cách mình giúp cho người ta có cái phương tiện. Cho nên thưa đại chúng, cái phước mà mình giúp cho người ta có được miếng ăn, có được cái mặt, có được cái chỗ ở, có được thuốc men, đó là tứ vật dụng mà trong nhà Phật chúng ta thường nói đó. Thứ nhất là nhà ở nè, thứ hai là quần áo nè, thứ ba là cơm nước nè, thứ tư là thuốc men. Bốn cái đó nếu chúng ta thường giúp đỡ cho người đó, không đời nào. Bây giờ quý vị nghĩ coi, có phải là căn bản đời người mình xài những cái dù, mình phải có quần áo để mặc, mình phải có nhà để ở, mình có phải thuốc để chữa bệnh, và mình phải có ăn để sống. Thấy không? Còn cái chuyện mình có iPhone 6, iPhone 7, iPad hay là laptop hay desktop hay cái gì đó là phụ thuộc, nó là phụ tùng chơi cho vui. Nhưng mà căn bản đời người chúng ta có bốn cái đó. Thì trong Phật giáo cũng dạy cho chúng ta bố thí. Bố thí bốn cái đó là bố thí thù thắng. Bố thí chỗ ở, bố thí thuốc men, bố thí thực phẩm và bố thí áo quần. Mà nếu mình thường cung cấp cho người khác những cái đó, không đời nào mình sanh ra mình thiếu. Mình bệnh tự nhiên cũng có người cho mình thuốc, mà cho hơn, cho nhiều, cho dư nữa. Không chừng thuốc tốt nữa. Cho nên phải tin cái đó. Và Pháp Hòa rất là tin cái điều đó. Mà tin đây không có nghĩa là mình làm mà mình tin, mà từ hồi nhỏ mình thấy người ta như vậy mình giúp, tự nhiên đời này, ngay trong đời này thôi, bây giờ là Pháp Hòa thấy rõ cái phước lành nó tới với mình. Tại vì từ nhỏ mình làm mà không hề mình để tâm mấy cái chuyện đó. Đi tụng đám ma cho người ta đó, mà cái mình là Phật tử đi tụng là tụng free, tụng không có tính tiền. Vậy mà tới nhà nào nghèo là hùng tiền lại cho. Mà quý vị biết hồi đó Hòa có 7-8 tuổi thì tiền đâu mà hùng, toàn là đi mượn. Cho nên là cũng anh hùng mượn nợ từ nhỏ chứ không phải giỡn đâu. Cho nên giờ lớn lên cũng còn biết đi mượn nợ. Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ mà. Đi tới đám nào Pháp Hòa nhớ có cái bà đó, bà mất, mà gia đình nghèo đến mức độ là không có cái lư hương. Cái ngày đó bà nhớ là lấy một cái chén mẻ trong nhà, bà lấy múc một chén cát làm cái lư hương cúng cho bà. Không có cái bàn, lấy đồ mấy cái ghế trong nhà đâu lại là chen. Rồi hồi hội Việt Nam quý vị, thời nghèo là người ta hùng tiền, người ta cho cái quách á. Quý vị biết cái quách là bốn cái trong cái hộp vậy thôi, chứ không có cái dáng dấp gì của cái quan tài hết trơn á, thôi cái quách vậy đó. Đó, có nhiều người người ta cho mình hùng lại. Mà hồi xưa là cây xoài đó, cưa mấy cây xoài lắp ráp vô, rồi một chiếc chiếu, thường thường liệm người bằng một bộ chiếu. Cho nên sau này nó cũng có cái bài hát á, một ngày nào anh chết đi em nhớ mua cho anh cây hòm, cặp đèn cây, một chiếc chiếu. Đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, thương làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán chờ trời để nuôi con. Đừng khóc, đừng buồn. Ngày nào anh chết là cứ cái hòm chiếc chiếu, cặp đèn cày một chiếc chiếu, đừng làm rộn gì hết, khỏi thương khỏi khóc gì hết, quần áo còn nhiêu đem ra bán chợ trời nuôi con. Thật sống thực tế vậy đó. Cho nên quý vị nào mà bây giờ đang lo nữa, tôi chết tôi không biết làm sao, đừng lo chuyện đó. Trời ơi, mình sống ở đây chính phủ còn không để cho mình đói mà lo gì cái chuyện. Thậm chí Pháp Hòa đã từng đi tụng những cái đám tang mà chết mà không có người thân mà chính phủ lo đàng hoàng đó. Cái cô đó cổ độc thân một mình,
Rồi cổ ở trong nhà cổ bị bệnh á, cổ uống thuốc quá liều cổ chết. Thì cô ở trong cái chung cư đó 3 ngày thì cái ông manager đó không thấy cổ mới phá cửa vô. Thì thấy cô nằm cổ mất trong đó rồi. Mà người thân không biết liên lạc với ai thì cuối cùng mới liên lạc lên trung tâm của những người Việt của chúng ta. Thì bắt đầu phone lên chùa nhờ Pháp Hòa ra tụng. Mà như vậy mà quý vị biết chính phủ có một cái khu đất để dành chôn những người không có người thân. Sau này kiếm được người thân, chính phủ sẽ cho cái số đó đi tìm đúng ngay cái mộ để người thân tới thăm viếng. Và nhà hoàng ở đây, tất cả nhà hoàng trong Ế Minh Tinh này, họ thế thân, họ thay phiên với nhau. Mỗi ngày là một cái nhà hoàng lo cho những người không có thân nhân. Ví dụ hôm nay có một người nào mất trong Ế Minh Tinh mà họ không có người thân, mà tới phiên cái nhà hoàng A thì nhà hoàng A phải chịu trách nhiệm. Rồi ngày mai tới nhà hoàng B, nếu lỡ ai mất trong trường hợp đó, nhà hoàng B chịu trách nhiệm. Mà quý vị có thấy có bao giờ chính phủ ở đây mà mình thất nghiệp, mình đói mà chính phủ cho mình chết đói không? Không. Người ta vẫn có những trung tâm cho mình ở, người ta vẫn lo cho mình cơm, bất quá là mình không có cái đời sống như cái bình thường của mình là mình đi làm. Nhưng mà thật sự những cái căn bản cuộc sống không có mất. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái mình lo là gì? Chuẩn bị hành trang để mình tái sinh những cái nghiệp lành của mình đi đâu. Cho quý vị nhớ mỗi ngày quán tưởng năm điều: tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải chết, phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tôi thế nào cũng xa rời người thân và của cải của tôi không thể nào ở với người thân và giữ của cải mãi mãi. Điều thứ năm: tôi thế nào rồi cũng phải mang cái nghiệp lành hay là không lành của tôi đi theo, còn tất cả cái khác tôi để lại hết. Cho cái đó mình chuẩn bị. Thấy chúng sanh đói thí thân thể khiến họ được no đủ, nguyện không sanh tâm tham ác, chính lúc ăn thân ta như ăn cỏ cây. Thường ưa cúng dường sư trưởng, mẹ cha, bạn lành và những bậc có đức. Đối với người oán thù hay thân mật, tâm đều bình đẳng. Ví dụ bây giờ cùng một cái bữa ăn ngồi đó đó, mà cái người mà mình không ưa mà họ cũng không ưa mình, với cái người bạn thân á, nhớ là khi mình đem cơm ra hai dĩa nó phải bình đẳng nha. Chứ cái người thân của mình là tới ba miếng đậu hũ mà cái người kia chỉ có nước đậu hũ thôi là không được. Cho nên trong này nói là cái người mà đối với người thân thù hay là thân mật của mình tâm bình đẳng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: mình với họ đã có oán thù, cho nên rồi cái oan trái đó, sao mình không nghĩ cái lúc mà mình đem một cái chén cơm ra như vậy mà bình đẳng, đó là lúc giải oán. Nếu họ nhìn vô cái dĩa cơm, họ thấy là mình đã đối xử với họ bình đẳng, cái oán thù đó nó chưa hết đi nữa, nó sẽ giảm. Còn nếu như mình nói cái bà đó tôi không ưa rồi, cho nên mình bưng, thậm chí mình còn bỉ mặt á, bằng cách là bưng dĩa cơm cho người thân mình thôi. Còn người đó không ưa, mình nói cho họ biết là tôi không ưa anh hay là tôi không ưa chị, oán thù nó thêm. Sao mình không nghĩ lúc này là cái lúc tốt nhất để mình giải cái oán thù giữa mình với người đó? Cho nên đó, cái người nào mà họ đang giận mình mà bữa nào họ phone cho mình, họ nhờ mình đã nhớ làm nha, đừng có từ chối. Tại vì khi mình nhận lời mình làm cho họ đó, tức là cái lúc mà đã đến lúc cái duyên lành nó đến, cái cơ hội nó đến để cho mình với họ giải cái oán thù. Đừng từ chối họ. Trong lẽ ra họ giận mình, họ cũng hận thù giống như mình vậy, họ từ chối mình, họ sẽ không nhờ vả gì mình, thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Nhưng nếu họ nhờ tới mình, hoặc là thí dụ bây giờ cái người đó hôm nay á, trước họ tự nhiên sao họ tốt, họ đến nói: chị, tôi đi chợ này chị có cần mua gì không, chị tôi mua giùm cho, hay là chị đi tới đó không tôi chở cho. Đừng từ chối, tại vì đó là cái cơ hội để mình giải oán với họ. Mình phải chấp nhận cái lời đó, tại vì người ta đã đến với mình, người ta mở lời. Có thể mình còn suy nghĩ chắc cái người đó giả bộ chứ tốt làm gì. Không, tại sao mình không thiệt đi, dù người ta có giả mà nhiều cái thiệt của mình nó cũng lấn cái giả của người ta ra, người ta thấy cái thật của mình. Cho nên cái đó là cái cách duy nhất thôi mà Đức Phật dạy trong kinh, phải không? Oán thù, diệt oán thù, đời này không thể có. Tình thương diệt oán thù là định luật thiên thu.
thường hứa cúng dường sư trưởng, mẹ cha bạn lành, bực có đức đối với người oán thù hay thân mật, tâm điều bình đẳng, thường tu pháp lục niệm và tưởng vô ngã. Biết pháp lục niệm không? À, lục niệm là gì? Lục là mấy? Sao biết sao? Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Còn nếu mà thêm bốn niệm nữa thành thập niệm: niệm vô thường, niệm hưu tức, niệm chết, niệm hơi thở. Bốn cái niệm còn lại nữa là đủ thập niệm. Còn bây giờ mình thí dụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mới có niệm Phật à. Mình còn thiếu niệm Pháp nữa. Lâu lâu phải niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm làm sao? Thí dụ như là người ta chọc mình giận, chọc mình giận, cái mình nhớ lại mình nói: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đọc cái bài kinh, bài kệ đó lên, câu Pháp đó lên để giúp cho mình. Ví dụ như mình mới bị người ta khen chê, mình buồn quá, cái mình đọc cái câu lên: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Đọc cái câu Pháp đó giúp cho mình. Rồi bây giờ mình mới bị người ta làm cái gì đó mình phiền, mình nói: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không thể hại. Cái này là tại mình không khéo tu nè, người ta mới có nhúc nhích vậy là mình lui 8 bước rồi. Tức là niệm Phật, niệm Pháp là mình niệm những cái câu kinh như vậy đó, những cái câu kệ như vậy, phải nhớ, phải nhớ như vậy. Niệm Phật, niệm Pháp, rồi niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới. Niệm Giới tức là mình giới Pháp mà mình niệm đó. Thí dụ như hồi nãy mình tâm mình đang thanh tịnh, bình đẳng quá, không có gì trở ngại hết. Thế mình đi vô, mình đi toilet, đi vệ sinh gì đó, hay mình đi xuống bếp, vừa thấy thấy ai để cái đồng hồ hay cái cà rá mà bỏ quên, mà nó mắc tiền dữ lắm á. Chứ nếu mà nó rẻ rẻ thì mình ra mình làm Bồ Tát: ai bỏ quên, tôi trả lại. Nhưng mà này, đây là cơ hội. Mình mới vừa lấy, bỏ không, bỏ không túi rồi, cái nhớ trực lại, cái này là phạm giới ăn cắp nè. Móc ra liền, để lại. Niệm Giới, tức là lúc đó mình nhớ lại mình không nên ăn cắp. Mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Còn bữa nào mà sân si phiền não nhiều chút nữa đó, niệm câu nữa, niệm vô thường. Trời ơi, chết tới nơi rõ đó, giận hoài. Niệm vậy đó gọi là niệm vô thường. Hay là niệm tử, niệm tử là niệm chết á. Thường tu lục niệm và tưởng vô ngã. Vô ngã là cái gì? Vô ngã là không có mình thiệt. Tức là mình thấy rằng mình có đây, nhưng mà mình này cũng là tạm có thôi. Nếu mình có thì mình đâu có già. Nếu mình có thiệt thì mình đâu có già, mình đâu có bệnh. Tối hôm qua có ông Tây, ông lên ông hỏi Pháp Hòa đó. Ông nói rằng tôi tu phép theo cái kinh quán niệm hơi thở đó, thì trong đó có một cái quán niệm là quán tưởng các pháp là vô thường đó. Thì cái chữ Pháp này là sao? Tại vì tiếng Việt đọc là Pháp, nhưng mà tiếng Pali gọi là Dhamma. Thì cái hai cái chữ này nó giống, là nếu người Việt mà đọc đó, thì nó ủa như vậy là Phật Pháp làm sao? Thì Pháp Hòa nói không, cái chữ Pháp này ở trường hợp này phải hiểu là mọi hiện tượng sự vật. Thấy không? Phật Pháp cũng là một Pháp, nhưng mà tất cả các Pháp này nó không có cố định. Chính nó không cố định cho nên nó là vô thường. Mà phải niệm như vậy để làm chi? Để tâm mình chấp nhận và tự tại trước mọi cái biến đổi. Quý vị cứ quán cây chuối á, nhìn cây chuối là thấy được pháp vô ngã. À, cây chuối nó đâu có cái lõi phải không? Nó cứ bẻ từng bẹ, bẻ bẻ hết ra cái sạch cây chuối. 12 nhân duyên, nhớ 12 nhân duyên là phải không? Những chỗ không có ngôi tam bảo, ưa nơi vắng vẻ tu tập đức từ bi. Bây giờ chỗ nào mà không có ngôi tam bảo đó thì mình tu tập, bây giờ không có cái điểm tựa thì mình tu tập từ bi. Các chúng sanh, Đức Phật gọi đó, nếu có người thấy thân ta hoặc nghe hay xúc chạm đến đều được xa lìa phiền não. Xin lỗi, cái câu này là mình nói rằng
Nếu có chúng sanh nào đó, tức là tất cả chúng sanh, nếu có người nào thấy thân mình, thân ta đó, hoặc nghe hay xúc chạm đến, đều được xa lìa phiền não. Cái này nó ngược như bây giờ á, người ta mình nguyện á, theo như tinh thần Bồ Tát là nguyện là ai mà xúc chạm tới mình thôi người ta cũng xa lìa phiền não. Còn giờ thì sao? Ai mà xúc chạm tới mình thì mình sanh phiền não. Chứ bởi vì mình sẵn có phiền não cho nên mình còn tuyên bố một câu đừng có đụng tôi nha. Nước sông không đụng nước giếng nha. Tức là mình không ai, mình không muốn ai đụng tới mình hết. Nhưng mà nếu như theo cái tinh thần này, những người nào thấy thân mình hoặc là nghe tiếng tên mình hay xúc chạm đến mình, chứ xúc chạm là tiếp xúc á, va chạm tiếp xúc, đều được xa lìa phiền não. Vị Bồ Tát dù biết ngoài Bồ Đề ra không cầu quả gì khác nữa, song vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh. Cái câu này hay vô cùng. Đã là Bồ Tát rồi thì không còn mong cầu gì nữa, nhưng mà vì chúng sanh, song vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh. Mình làm là vì ai? Đâu phải vì mình, chứ nếu vì mình là khỏe rồi. Mình có thể ở góc nào đó mình tu cũng được vậy. Nhưng mà ngày nay quý vị thấy những các vị tăng ni, các vị tôn đức lăn xả vào đời làm tất cả mọi việc, đâu phải vì khác đâu. Ví dụ như Pháp Hòa biết là ở bên Ấn Độ có những sư cô, những thầy qua bển ở bên đó mở trường học, dạy cho con nít nghèo ở bên Ấn Độ cho nó có trường, có lớp, nó biết chữ, biết nghĩa. Nếu mà một vị sư cô đó, một vị thầy đó vì cá nhân mình khỏe thôi, ở góc nào mình tu cũng được, phải không? Nhưng mà các vị đó đến tận cái nơi đó, rộng mở ra các cái cơ sở trường học để làm gì? Để dạy học cho học sinh trẻ em. Rồi có người không làm đó, người ta đi mở những cái nơi như là nuôi dạy trẻ mồ côi, hay là tiếp nhận những người già, hay là tiếp nhận những người bệnh tâm thần, vân vân. Đó, cho cái câu kết của cái câu này nè. Nãy giờ mình nghe nguyện quá trời luôn, muốn cái này, mong cái kia. Rồi mình sẽ đặt một câu hỏi là ủa Bồ Tát tu gì mà cứ mong với muốn không? Không. Cho nên trong này mới kết một câu. Vị Bồ Tát dù biết, mình biết rất rõ, ngoài cái tâm Bồ Đề không cầu gì khác nữa, nhưng vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh, chứ đâu có cái gì khác. Bây giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa nói tôi ngồi thiền, tôi cần một cái tọa cụ, cái bồ đòn, nhưng mà đạo hữu phát tâm cho tôi bộ, thôi cho tôi thêm 200 bộ nữa. Tôi nói trời ơi, mình thì ngồi chỉ 200 bộ, và không, tôi xin cho Phật tử ngồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị biết có nhiều khi, thí dụ con mình á, mình dẫn nó đi chợ, nó nói má mua cho con kẹo được không? Cái mình mua cho nó một bịch, cái nó nói ngày mai con đi học, con có bạn nữa, má mua cho con bịch, con cho bạn nữa. Mày hay quá ha, mày khôn quá ha, mày ăn chưa đủ, mày còn đem cho bạn mình nữa. Mình mắng nhỏ mà mình không biết. Nếu nó nói được câu đó mình phải mừng, vì nó sống mà nó biết luôn cả bạn bè, nó biết người xung quanh. Sợ nó lớn mai mốt cái tâm nó không còn, mà bây giờ nó nhỏ nó còn cái tâm đó, mình phải mừng cho nó. Và mình không có tiền mình mua thì mình mua ít lại, hoặc là mình nói thôi giờ má không có tiền, con có bịch kẹo này, ngày mai con đem con vô con chia sẻ cho bạn con. Chứ đừng có rầy nó, đừng có rầy nó kiểu như khôn nhà dạy chợ. Lấy của nhà mà đem cho người khác ăn. Mình thấy một người nào phát được cái tâm đó phải mừng. Đó, Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng những gì mà chúng ta làm không phải chúng ta không biết, chúng ta không có ham gì nữa hết, nhưng mà cái sự mong cầu này cũng không ngoài vì lợi ích chung cho tất cả, chứ không có gì khác hơn. Chứ cái câu đó mình để ý. Lẽ ra mình tu rồi, biết rõ rất rõ, cầu cái sự bồ đề thì không có còn gì khác hơn nữa là phát tâm mình tu, nhưng mà vì lợi ích chúng sanh. Giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó. Ngài là một thái tử, mà nếu mà Ngài muốn hưởng mình Ngài thì khỏe rồi, hay Ngài đi tu cho mình Ngài thì Ngài vì
Đêm nay trong hoàng cung, Thích Ca ngài lòng đã quyết nguyện vì bao chúng sanh. Câu kế là gì bác Tâm Hóa? Đó. Nguyện vì bao chúng sanh cho nên ngài mới ra đi. Cái bài mà cái bài hát mà đem đến đã lâu rồi, đã lâu rồi, ngài đã chọn đường đi, đường từ bi. Đêm nay trong hoàng cung, Thích Ca ngài lòng đã quyết nguyện vì bao chúng sanh, cho nên đêm tối này ngài ra đi. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết thề nguyện cứu với chúng sanh. Cái bài mà dòng Anoma nói lên cái thời gian mà Đức Phật cắt tóc đó, hay là Thành Ca Tỳ La đó, một điệu nhạc mà hai lời. Dòng Anoma sống nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng nước biết Thích Ca ngài lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh luôn nhớ hoài. Thành thử ra mình những cái lời đó nó cũng nhằm làm tỏ lên cái ý này, hay là lời kinh này cũng làm tỏ những cái ý trong những cái bản nhạc như vậy. Không ai không biết cái chuyện mình tu là nhiêu đó thôi, nhưng vì chúng sanh, vì lợi ích chung mà chúng ta làm. Cho nên thí dụ như bây giờ, tại sao quý vị có tiền, có những Phật tử ta có tiền, ta không để dành mình ta ăn, người ta đem cúng dường, người ta đem cúng dường, mua bánh, mua kẹo, hay nói chung là tất cả mọi thứ cho đại chúng. Cho nên ngày nay những gì chúng ta đóng góp cho tất cả các đạo tràng trên thế gian này, không phải riêng cho Tây Thiên, tất cả mọi nơi mọi chốn, ở chỗ nào có xây chùa, làm việc thiện là chúng ta đều có đóng góp. Để làm gì? Chúng ta gieo cái duyên đến mười phương. Đến mười phương lỡ đời nào mình sanh ra mình không đủ, còn không đủ duyên ở nước ngoài nữa mà lọt lại mấy cái nước kia, thì mình cũng còn được cái duyên lành với những cái chỗ đó. Thôi chúng ta dừng ở đây. Nguyện